Ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện một thử thách do rất nhiều bạn đặt ra, đó là ăn đồ ngẫu nhiên theo số lượng. Cứ mỗi vòng chơi, người chơi sẽ ăn cùng một món nhưng với số lượng khác nhau. Và người cuối cùng còn trụ lợi sau nhiều vòng chơi nhất sẽ là người giành chiến thắng và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Hiện tại chỉ có 23% những bạn đang xem clip này đã nhấn vào nút đăng ký. Nên trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì xem video thôi. Dòng đầu tiên, dòng này là ăn marshmallow. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người random ngẫu nhiên cái số lượng marshmallow mà mọi người sẽ ăn nha các bạn. Ok. Thì đầu tiên là em trước đi. Marshmallow thì random ngẫu nhiên từ 1 đến 400 nha các bạn. 400. Mà marshmallow cục nhỏ cục to? Cục nhỏ. Dầm 3 cục nhỏ. Vô. Hey Siri, random number from 1 to 400. It's 347. Kiết sẽ ăn 347 nha các bạn. Chính xác. Và bây giờ tới đây nha. Hey Siri, random number from 1 to 400. It's 222. Ni là 222 nha các bạn. Hey Siri, random number from 1 to 400. That would be 194 viên. Tới đạt. Nhưng mà sẽ là người cuối cùng, người sẽ là người ít nhất nha. Hey Siri, random number from 1 to 400. That would be 165. Ok, và cuối cùng là Sunny. Hey Siri, random number from 1 to 400. That would be 106. 106, Sunny là ăn ít nhất ở dòng này nha các bạn. Hình như là cái này là cấp khôi giả mấy bạn, nên là người cuối cùng sẽ được ăn ít nhất, mình nói rồi mà. Yeah. Ok, và bây giờ để mình chuẩn bị đồ ăn đã. Wow. Đồ ăn lên rồi mọi người. Và bây giờ mọi người thưởng thức đi. Đồ Dĩ Khiết 347, Ni 222, Bon 194, Đạt 165 và Sunny 6 ít nhất. Mọi người cứ ăn thoải mái, không có bị loại ai hết. Cố lên nha mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn ơi, mình thấy là cái marshmallow này nó nhỏ này, nó không quá ngọt như là marshmallow lớn, nên là mình thấy là ăn ok, không kỳ ngấy. Nó ok không cho thêm nè chị ơi. Quá nhiều quá, còn san sẻ nè. Có 300 cột và Khiết có 300 cột. Cố lên em, mấy dòng sau có nhiều món nó còn dữ dằn hơn nữa. Ni bình thường Ni thích ăn marshmallow lắm các bạn. Hôm nay là đúng kèo của Ni luôn rồi. Số hưởng 300 mấy viên. Tí dòng sau có món ngon lắm mọi người. Cố lên. Khiết, chẳng lẽ thua ngay dòng đầu sao em? Đi quá. Ăn mặt nhăn luôn nè. Sunny ăn gần hết rồi, mình nói là Sunny ăn được nửa dĩa rồi các bạn. Cố lên. Trời ơi, muốn ăn mấy món sâu quá mà. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ăn nhiều kẹo vậy luôn á bạn, nên là mình vẫn cảm thấy bị ngán các bạn. Do mình đó, thì lúc trước mình không ăn kẹo. Đây là chuyện lần đầu tiên nha. Hả, cuối cùng qua lần đầu tiên đi. Đây là cái lần đầu tiên tiếp. Đừng có qua lần đầu tiên, lần đầu tiên mới là chuyện. Lần đầu tiên chui á. Không, ý trời là cái kìa. Đối với bản thân mình nha các bạn, ăn nhiều kẹo á nó bị ngán vậy hả, nó bị ớn và cái độ ngọt kiểu như nó tăng dần á. Lúc đầu ăn bạn không thấy ngọt tại vì cái kẹo này nó không ngọt thiệt, mà càng ăn càng bị ngán mà. Hay quá. Cố lên mọi người, dòng sau bảo đảm món ngon. Mình ước gì có một ly nước ở đây hả? Đúng rồi. Mà trong bàn đây ai cũng đồng ý một ly nước hết. Dòng này ai ăn nhanh nhất được một ly nước lọc? Ly dễ vậy. Gì vậy? Dòng này ai ăn nhanh gì được thêm một ly nước lọc. Rồi. Cố lên. Trời hết. Cố lên Khiết ơi. Nhanh gì là được thêm một ly nước lọc. Sáng quá. Ủa chị nhớ rồi nè, lúc mà đội hậu cần chuẩn bị đồ ăn thì em mới bốc ăn xin ăn mà. Giờ cho thỏa mãn nó còn gì nữa. Đúng rồi, cố lên Khiết ơi, cố lên. Dòng sau ngon lắm nha mọi người. Dòng sau là siêu phẩm nha mọi người. Trời đừng nói dòng này bỏ cuộc hết bốn người còn mình tôi nha. Trời ơi, ông còn múc bên đây mà còn phải cảm giác như là muốn bỏ cuộc các bạn à. Ai biết được dòng này mình chỉ cần chơi một ngày mình thắng, đúng không? Đúng rồi. Trò nào mình chơi mình lại ngay được một mấy các bạn. Đúng rồi, đó giờ toàn là về nhất không à. Về nhất, còn về ba không à. Ít chứ có vô lại phòng 3. Thì hôm nay nghiệp quật á. Xui. Nhất nhiều á, nghiệp quật á. Bạn cho ăn giùm em thôi. Cố lên con ơi. Bạn cho ăn giùm em nửa dĩa đi. Nếu mà em thắng thì chiều bạn cho 500k. Ok, dạ vui chung bạn cho nha. Ok, Khiết mà lỡ cầu xin như vậy. Ok, Khiết mà cầu xin như vậy thì mình ăn giùm Khiết một cục nha các bạn. Cũng còn xong rồi đây, còn một chút xíu thôi bạn.
Hồi nãy xin anh cuốn kia là sao làm? Ngán quá. Trời ơi. Thôi trẻ bạn. Thôi à. Thì để lại đi qua đây đứng ở đây rồi. Em đứng bên đó là thế này. Thế nữa cái gì kia cũng vô hộp với em à. Trời ơi nó ăn mà miệng con này nó dính toàn là bột không à. Các bạn ơi, dòng này mình chăm trước. Mình sẽ cho 4 ly nước. Ai về cuối cùng thì sẽ không có nước uống nha. Mọi người phải ăn nhanh lên. Ai cuối cùng thì sẽ không được uống nước. Cái câu nói của anh chú ý trên này dằn mặt cái kia bạn. Mày không bao giờ mà được uống nước đâu. Có đâu, anh rất là công bằng. Ờ, con đi kìa. Đợi đi. Một bài học quyền khác nhau. Ừ. Bài này uống miếng nước rồi nó đỡ. Đau lắm. Đỡ hơn. Ăn xong được uống. Rồi. Ồ, đã ăn gần hết rồi, đã công ba công ba. Rồi đứa dễ của Đạt đây. Xong. Rồi là... Để Đạt đi nước thôi bạn. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Đạt không, anh Đạt không. Vậy là 3 người hoàn thành rồi nha các bạn. Không ai động viên nữa các bạn. Chắc bỏ cuộc quá. Thôi trẻ rồi. Cố lên Kiết ơi, cố lên Kiết ơi, Kiết là nhất. Mình nghĩ là sau cái clip này là Kiết nó không bao giờ đụng tới Marshmallow nữa các bạn ơi. Xác. Cố lên Kiết ơi. Em phải nắng một nắm thì em bỏ em miệng luôn. Thằng này nội dễ gì sao hắn dùng một Kiết. Ăn ngon nó vô anh ăn 300 bụng này Marshmallow đi. Ok. Do mình xui quá anh. Cái video này mình thua đầu tiên luôn. Video sau mình sẽ comeback nha các bạn. Nhớ mặt mình nha. Yeah. Vòng đầu tiên mà thua nhục quá. Anh vô lên cho anh ăn 300 vô. Anh đi Marshmallow đi. Mấy bạn ơi, Kiết chưa ăn được nửa dĩa luôn nha. Người chắc ăn được 47 viên quá. Do thấy này áp lực quá, ăn không nổi các bạn ơi. Các bạn nghĩ là 347 viên Marshmallow có khó ăn hay không? Để lại comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Đối với mình là khó ăn các bạn. Nó cực kỳ khó ăn luôn. 106 viên của mình thôi mà nó đã ăn. Nó đã muốn mấy rồi. Gặp với lại. Rồi. Đây 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 đây. Rồi, các bạn bạn bè mà. Không lẽ dáng này hai người bỏ cùng các bạn. Chắc các bạn dám đụng nó này nữa không? Các bạn có thể thử cái món này ở nhà nha các bạn. Chỉ cần mua một bịch bự thôi là bự không? Các bạn đổ ra dĩa và ngồi ăn để xem thử cảm giác các bạn ăn một bịch to nhiều nó sẽ như thế nào các bạn. Một bịch nó tổng cộng là 460 viên nha các bạn. Mình đếm giùm các bạn ạ. Tính ra là cái ăn gần một bịch luôn các bạn. Hãy nhìn vào cam. Mọi người sẽ thấy nét mặt sung sướng của Ni. Ni đang rất là sung sướng khi mà được ăn từng viên Marshmallow. 300 Điếm hoài vậy? Điếm. Ăn mẹ đi, điếm hoài. Khuyết ly. Bây giờ em ăn một cục là em sẽ được 100 đồng. Được không? 100 cục. Được không? Em chưa trả. What the hell? Các bạn ơi, Ni ăn gần hết rồi, cố lên, chỉ còn vài viên thôi. 2, 4, 6, 8, mồi chọn 10 viên. Ủa, đơn giản mà. Vậy nó còn ăn món ngon nữa Ni ơi. Trời ơi, nó đọc lại lâu quá. Vậy? Nó liếm ly dẻ cho nó sạch. Really nigga. Đúng rồi. Đây là, tỏ ra sự thích thú. Cho nó lấy thêm đi, nó muốn ăn thử à. Ăn hết rồi nha các bạn, chỉ còn 2 viên trên tay thôi. Bỏ giờ hết luôn. Bỏ hết luôn rồi ngậm, rồi ngâm từ từ rồi hết à. Gì vậy? Mở mắt ra cho mọi người coi nè. Ok, vậy là Ni đã hoàn thành vòng đầu tiên, chúng ta loại được Kiết. Qua vòng thứ hai, mọi người sẽ ăn một món rất là đặc biệt. Món gì vậy? Món thứ hai nó có nước nha mọi người. Ồ. Đó chính là tteokbokki. Các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ random cho Sunny ăn trước nha. Thì dòng này random ngẫu nhiên từ 1 tới 30 nha mọi người. Ủa, dán chúa tôi random ra số nhỏ là tội đồ của tôi sao vậy trời. Hey Siri, random number from 1 to 30. The answer is 24. Sunny 24 viên. Hey Siri, random number from 1 to 30. The answer is 25. Đạt 25 viên. Random number from 1 to 30. Bài chủ. Yeah. 13 viên. Hey Siri. Random number from 1 to 30. Bài chủ. 22. Ok, và bây giờ để mình chuẩn bị top 1 kỳ nha mọi người. Ta-da! Đồ ăn lên rồi. Này. Cái gì quá vậy? Tôi muốn bò nó đi luôn á.
Tô của Bon bao nhiêu cục? 13. Tô của Ni 22. Sunny 24. Và đạt nhiều nhất 25 tục. Tất cả kỳ. Mấy bạn ơi, cái tô của mình thằng này nó cũng không hơn mình, nhưng có một phim mấy bạn mà nó tài chén luôn á. Đây, tteokbokki là một cái món ăn mà rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Kiểu mà béo béo cay cay. Mà đặc biệt nha, tteokbokki này là tteokbokki phô mai. Ok, và bây giờ mọi người cùng nhau ăn nha. Cay hả? Tteokbokki này không có cay nha mọi người. Tteokbokki này không bán trên thị trường nha các bạn, tại vì nó chỉ sản xuất ở Sunny Studio thôi. Ui, ăn nó béo béo, ăn này vô ngấy mà. Mọi người cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Siêu phẩm ăn đấy hả? Đúng rồi, siêu phẩm mà. Hồi nãy mọi người ăn mắt Malo là quá khô đúng không? Món này là có nước mà món mặn nữa chứ. Trời ơi bạn ơi, cục phô mai của mình ăn nó đúng ngon á bạn. Chứ nó bị cháy nên nó giòn giòn giòn. Mọi người, dòng tiếp theo á, cái số lượng của mình nó sẽ giảm dần nữa. Hồi nãy mới vô đầu tiên là random tới 300 viên. Rồi xong rồi dòng này random là 30 viên. Dòng sau random chỉ cần 3 viên ngon thôi đi. Ngon mọi người. Quá ngon luôn đúng không? Trời ơi. Dòng này thì sẽ không ai bị loại nha mọi người. Nhưng mà... chơi là chỉ cần là cảm thấy ăn không được nữa thì tự bỏ cuộc thôi. Đồng ngán nha. Một hai cục đầu ngon đúng không? Nhờ ăn phô mai nhiều sẽ ngán dần dần các bạn à. À mình thấy Bon ăn gần xong rồi, cố lên. Thế là biết không? Một cái chén này của mình với lại Đạt á, là ở ngoài quán á, phải là hai người ăn. Đúng rồi. Người ta đổ ra một cái dĩa gì đó xong rồi bỏ thêm topping vào, ví dụ là trứng hay là chả cá đấy, là chén nó là hai người ăn á. Ủa? Mày nhập hấp nước không chú? Được, được hấp nước. Không cần hấp nước cũng được. Nhưng mà em có quyền hấp hết. Đồng sao món sao còn ngon nữa mọi người. Sao món nào cũng ngon vậy đó? Đúng rồi. Món nào cũng ngon vậy? Món ăn á, mình phải nâng cấp theo chất lượng và giảm dần theo số lượng. Dòng sao là chỉ cần random từ 1 tới 5 thôi. Yeah boy. Mọi người gán nha. Ok, để cố gắng. Đỡ. Nên là cái gì máy? Oh, Bon về nhất đầu tiên nha các bạn. Sạch chén. Hết tteokbokki rồi nha mọi người. Cảm ơn. Ngon á bạn ơi, chứ mình ăn không nổi quá. Ngon. Dễ gán đi chứ. Này dùng đâu mày mất ban nha. Cố lên Sunny ơi, cố lên. Này ngồi ăn mới được, chứ đứng ăn nó bụng quá. Đứng ăn á, nó mới xuống nhanh. Mình mới có sức mình ăn tiếp. Mình ngồi ăn á, là nó xuống chậm lắm. Và cái này á, nó cay từ từ các bạn, nó cay dần dần dần. Nộ quá anh chú ơi, nộ quá rồi. Trời, mới vòng thứ hai mà no rồi. Cố lên em, cố lên. Bình thường tteokbokki này ở ngoài ta bán bên phần nửa cái này thôi là ăn thấy bà nội rồi. Anh làm một chén đặc biệt cho mọi người mà, quan trọng là nhân phẩm mọi người thôi. Biết đâu mọi người random ngẫu nhiên từ 1 tới 30 ra số 1 cục làm sao. Nãy giờ mọi người xui quá. Xin đi, còn có mấy cục à, cố lên em. Cứng cái váy luôn á bạn, trời không nổi quá. Trời, dầm này chắc là có người bỏ cuộc rồi. Có ai bỏ cuộc không? Có ai bỏ cuộc không? Ai bỏ cuộc hả? Chơi là mấy hết mình luôn. Rồi chơi, Đạt là chơi hết mình luôn nha các bạn. Ni đang ăn rất là tận hưởng. Nhìn mặt này là thấy tận hưởng rồi. Rồi, Ni gần xong luôn rồi các bạn, còn mấy cục? Ồ, còn 3 cục à, cố lên, cố lên. Xin ý cục ấy. Anh coi, Ni dính tường rồi kìa. Ni cầm 6, 7 cục luôn. Xin đi, em phải ăn nhiều chứ đợi ăn ít á, tí hồi nó nguội. Bé mở sáng giờ lại rồi. Theo kinh nghiệm em là ăn được có đếm. Đúng rồi. Em mắc là bút hết luôn, bút gần hết thôi. Ê, em gần hết chưa? Mà em còn 4 cục nha. Các bạn ơi, mình bỏ cục. Yeah. Ăn không nổi lắm. Xin đây bỏ cuộc chồng này nha mọi người. Ok, mời em ra ngoài để cho hai thí sinh tiếp tục cuộc thi. Sau những cái clip này, ba tụi của mình nó căng ra, nó to lên một chút bạn. Chứ ba tụi mình nó bé lắm, mà mình ăn như đây là mình đã giỏi lắm rồi. Đúng rồi. Ni hoàn toàn. Ở sao chú ăn đi. Ừ. Tại sao Ni bỏ cuộc? Cái này bỏ ủ lắm mọi người, ngon. Đạt còn 2 cục nữa, vượt qua dòng tiếp theo nha Đạt. Trời ơi, mấy người ơi. Gì gì. Ờ, nhỏ nó đáng cấp khác. Nó cay rồi, kéo. Gì. Trời. Nó bán thì bớt cốt, nó bán cốt rồi. Đạt hoàn thành luôn nha mọi người. Và 3 thí sinh vào vòng tiếp theo đó chính là Đạt, Bon và Ni. Dòng tiếp theo sẽ là bánh bao. Dòng thứ 3. Và ai muốn quay trước dòng này? Cậu cả đi trước. Ồ, cậu cả, cậu cả. Ok. Hey Siri, random number from 1 to 5. No. 3 cái bánh bao nha mọi người. Số 3. Hey Siri, random number from 1 to 5. Cậu 3 file, cậu 3 file. 4 cái bánh bao.
Hey Siri, random number from 1 to 5. The answer is 3. Oh, 3 cái. Wow. Ok, để bây giờ mình chuẩn bị bánh bao nha mọi người. Đây, mọi người, đầu tiên là bon 4 cái bánh bao. Trời, bánh bao này rất là to nha các bạn. To dễ sợ luôn á. Đây là bánh bao 2 trứng và full thịt. Đó. Bên đây là 3 cái và bên đây là 3 cái. Ok, và dòng này mọi người sẽ chuẩn bị bắt đầu. Quốc đạt. Rồi, Ni ăn đầu tiên rồi. Cố lên, cố lên. Ui, khó lắm anh em. Ăn trong quá. Đừng ăn ngoài, ăn trong thôi, đừng ăn ngoài. Ăn là phải ăn hết nha. Đâu, từ từ để mình review cái bánh bao cho các bạn coi. Đây, mình mở ra nè. Đây, bên trong cho các bạn xem cái bánh bao bên trong này có gì nha. Bánh bao 2 trứng mình mua đàng hoàng. Đó. Công nhận trong cái mùa dịch này á, mọi người bán bánh bao á cho thịt với trứng nó ít dễ sợ luôn. Hai trứng rồi. Nhưng mà nó ít hơn bình thường. Cái này là toàn là bột không à. Nhưng mà sao kệ, để cho mọi người ăn. Sao, quốc đây, chiến đi, chiến đi. Ông này quốc quang mà, ngồi gì. Chơi luôn, hỏi vậy. Chơi luôn, chẳng lẽ giờ em thua hai đứa nhóc sao? Gạo quá đó. Em nói gì vậy? Con đi nói gạo quá anh Đạt ơi. Em thua rồi, chẳng lẽ không phải phát. Đạt, Đạt thua em thấy thua ra là một vấn đề. Đúng rồi, Đạt mà thua đi là nhục lắm luôn á. Đi, thể hiện cho Đạt xem. Trước khi ăn, Đạt sẽ nhảy cho tôi hả? Ủa, em cầm hai bánh bao không rồi? Em để dán đắp tờ sen không rồi, anh thua giết luôn. Bạn ăn hết cái bánh bao đi, nếu mà không ăn trứng anh thì xin ăn cái trứng cút cho bon. Nani? Rồi ăn đi. Anh chỉ chứ ăn mẹ chứ có mẹ. Anh chỉ ăn giùm trứng cút thôi, mày đừng có bịp. Stop it boy. Bây nó cho anh biết là sao bao cho hai trứng không? Anh ăn một trứng nó sẽ bị nỉ vậy nè. Cái gì là anh phải ăn hai trứng. Tự nhiên anh ăn hết một trứng rồi, anh vừa niễn mà em cũng niễn chung hai đứa đúng không? Không, anh niễn sẵn rồi, giờ anh ăn cho bù. Hồi đó tại anh ăn ké trứng cút của thằng bạn. Trứng cút còn ngã luôn. Ăn ké trứng cút của trong cái bánh bao của thằng bạn. Nên anh bị niễn rồi, giờ phải ăn cái bù. Really nigga. Trong tiếp theo, có một món ăn rất là ngon nha mọi người. Em thấy món nào cũng rất ngon. Ngon. Anh là quản trò, anh chuẩn bị món nào cũng ngon đó mọi người. Ủa, bon là hết cái rồi hả? Đúng rồi. Giờ cái này là cái thứ hai của ông Bon nè. Đúng là hắn mất bàn. Em còn ghế ạ. Mất rồi mới xuống. Phục vụ nè. Phục vụ mọi người cái ghế. Ghế đúng không? Đúng rồi. Muốn ngồi ghế đúng không? Đúng rồi. Ok. Các bạn ơi, như lời yêu cầu, muốn ghế là có ghế. Ngồi ăn cho nó thoải mái nha. Nhả đi, mày ngồi xe hoài. Ông hàng xuống đi lặng. Làm răng như không đâu. Mày có nhục. Nước nước em miếng ấy. Sao các em muốn bỏ cuộc không? Hiện tại là mình thấy là Bon ăn gần hết 3 cái rồi nha mọi người. Quá dữ. Không, lâu lắm rồi em chưa thấy được một chiến thắng mà cầm 1 triệu. Em rất muốn được cầm 1 triệu. Cái trò cuộc đua kỳ thú em ăn thắng rồi. Nhưng mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, clip đó là 2 tháng trước rồi. Lâu quá rồi. Tao dở quá. Tao biết nữa. Mình đói gì á. Mình ăn tiếp với mình gì. Tao đúng rồi, bó cuộc rồi. Thầm thầm thái thứ 2 rồi bà. Ờ, bánh cho bà. Ba rồi. Chỉ cần bánh khỏe thì ăn được 3 cái rồi bà. Sao vậy con đây sao rồi? Cảm thấy ăn rất là ngon. Cái nhìn đi giờ ăn mình thấy ngán quá các bạn. Ăn mà bóc quá. Uống nước kìa. Vừa ăn bánh vừa uống nước. Các bạn biết không, khi mà bánh bao nó có bột men á, mình ăn vô mà uống nước á, nó mau no lắm. Mình nghĩ là giờ này là Ni nó sắp bỏ cuộc rồi đó. Nó nở ra em không? Đúng rồi, ăn cái nào mà có tinh bột là ăn càng ăn uống nước vô càng nở, mau no. Ô, Đạt hết cái thứ hai rồi. Còn trứng ăn luôn đi Đạt. Tại cái này anh để dành để ăn cái này. Em ăn món nhập thức trứng cút lắm. Bất ngại bên vừa. À không, anh xin nhét vô á. Nghĩ gì mà. Yeah. Dạ con sẽ tạo. Dạ cái clip này các bạn sẽ biết được ăn bánh rau có nhiều thể loại đó các bạn. Đây, thể loại
xé vỏ ăn trước. Của mình là chơi fusion dung hợp lại. Còn của Ni là xé bụng nguyên nha các bạn. Ăn từ từ. Trời ơi, đây ăn giỏi mà. Không hết đâu. Cái của nó nằm đây nè. Nó để nhờ á. Chứ hết đâu. Nhìn nó chơi kiểu đánh lừa thị giác nha các bạn. Nó nghĩ là trong đầu nó còn con cá nặng hết rồi nhưng mà không. Sao có ai muốn bỏ cuộc không? Ăn không nổi rồi bỏ cuộc. Giờ nó còn chơi à, làm sao em thua nó được. Nãy giờ nó khỉ em lắm, em thua. Không bây giờ em chơi luôn. Tinh chính mà. Tôi nhớ đồ là đạt có răng bánh bao lắm nên vòng này mình mới mua bánh bao cho mọi người ăn á. Cục này cục chi? Cục da. Bánh bao đi đi hả? À bây giờ mình vậy thôi. Mình nặng cái bánh bao nhỏ lắm. Bạn ơi, mình ơi, biết nhà mình giàu không? Mấy cái e-box màu trắng trắng xà da. Đeo nghe luôn. Bỏ ra nghe luôn. Lấy ra bỏ ra nghe. Đúng rồi nghe. Đúng rồi nghe luôn. Hay. Ăn lẹ đi. Okay. Các bạn ơi, vậy là Đạt ăn hết dĩa rồi nha. Đạt vượt qua vòng này, chúc mừng Đạt. Để đừng chơi rồi, đừng chơi. Đừng chơi. Hết rồi nhanh nhanh. Thôi, cô đã xong rồi. Bốn đứa làm. Để bỏ đồ đúng không? Ồ, Đạt còn nổi không? Đạt. Ok. Chúc mừng Bon và Đạt sẽ vào vòng chung kết. Ok các bạn ơi, vòng cuối cùng hai người sẽ thi ăn trứng nha các bạn. Hả? Và ai ăn nhanh nhất sẽ là người giành chiến thắng. Nhưng mà trước khi ăn á, mọi người cũng phải random ngẫu nhiên coi ăn bao nhiêu trứng. Số lượng trứng em trước là từ 1 đến 5. Hey Siri, random number from 1 to 5. That would be 4. Oh my god. 4 trứng nha các bạn. Chơi trước hả, bây giờ tới lượt Bon. Hey Siri, random number from 1 to 5. It's 4. 4 trứng luôn. Ồ, hai người là trứng bằng nhau solo nha. Đây các bạn, hai dĩa, mỗi dĩa 4 trứng. Và ai ăn nhanh hơn sẽ là người giành chiến thắng và nhận được 1 triệu đồng. Ok, hai thí sinh sẵn sàng chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. What? 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 Đúng rồi, ăn trứng không? Tới vòng này là bắt đầu hơi bị ngán nha các bạn. Mọi người có muốn chấm cái gì không? Không biết chấm hả? Không có. Cho miếng muối không được. Không chịu nổi thì thua đi Đạt ơi. Nói chung mày quốc kế thứ hai rồi kìa. Ngán quá. Cái mày còn chấm gì cho ăn không ngán quá. Không. Vòng này là về chứ ăn không thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Thôi. Đi tới đây là đã cố gắng rồi. Sao? Đạt xin. Đạt bỏ cuộc. Hấp nổi rồi. Ngu quá. Ok các bạn ơi, hiện tại là Đạt ăn được nửa trứng và Đạt ăn không nổi nữa nên Đạt quyết định bỏ cuộc. Bon ăn được 1 trứng. Và vòng cuối cùng, Bon là người chiến thắng và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Vẫn không ăn được. Ok các bạn ơi, và cuối cùng Bon là người chiến thắng và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Sẽ thắng hoài luôn các bạn. Mấy cái trò mất bang này thì mình thấy là Bon luôn là người thắng cuộc các bạn à. Và trong tương lai các bạn có những ý tưởng gì tiếp theo, comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Và hãy like video clip này thật là nhiều để ủng hộ Sunny Studio. Còn bây giờ thì